Thiên Chúa đang mời gọi tất cả mọi người chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để đón chờ Chúa đến. Chính cái sự chuẩn bị ta muốn làm bất cứ một cái gì ta cũng đều chuẩn bị cả. Vậy tại sao có đời sống trường tồn, đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta lại không biết chuẩn bị? Vì thế trong thời gian này, tôi xin Thiên Chúa thương ban thánh thần cho mỗi người chúng ta để mỗi ngày nhìn lại đời sống của mình để chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đời mời gọi. Nhưng trước khi dân lễ hãy đặt mình trước mặt Chúa, xin người tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót mà chúng ta đã phạm để chúng ta dâng lên Chúa thánh lễ hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Thank you.
được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta. Trong ngày Giêsu Chúa chúng ta quan tâm cùng với các thánh của người, vả lại thưa anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế. Vậy nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên những anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy miệng Chúa Giêsu mà ra những chỉ thị nào cho anh em. Đó là lời Chúa. Ta lúc đó ông cha sợ mới là bừng lên, tại sao vậy? Một con
như thế. Còn đọc cái lịch sử thì ta còn là một là phó tổng thư ký của Liên Xô hội đời ở cái Đông Á rồi kìa. Vâng, mà không ai biết hết đó. Tôi biết hết đó, cái điều là phó tổng giám đốc, phó tổng thư ký, tổng thư ký của Liên Xô hội đời cái Đông Á này tôi biết có khoảng từ 2-3 năm này rồi. Nhưng mà rất là nhiều người biết cái này đó. Thì người ta bảo là phát ngỡ ngàng. Chính nông cao sở ở nơi của chị đã bị ngồi trước cái quan tài của chị để mà tâm sự với chị một tiếng đồng hồ. Nói là chị giấu chị không cho biết mà đâu có đâu. Chị không giấu. Tại người ta thấy một con người là tầm thường thôi. Vậy mà đến lúc trước gọi về như thế. Còn chúng ta thì sao? Mỗi người chúng ta cũng thế, cũng được Thiên Chúa cao ban cho những ơn đặc biệt mà nhiều khi chúng ta lại không biết đón nhận. Hay là chúng ta đón nhận mà chúng ta lại chúng ta đón nhận ơn Chúa mà chúng ta cứ nghĩ rằng đó là điều mà Thiên Chúa phải làm. Thiên Chúa không phải làm chúng ta điều gì cả, mà Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả những điều mà chúng ta cần thiết để chúng ta thực hiện điều Chúa muốn. Mà khi chúng ta thực hiện điều Chúa muốn rồi thì ta lại làm giúp cái lợi đó là của ta chứ không phải là của Chúa. Vâng, cho nên đó, nhiều khi ta làm đó là tất cả mọi người đều biết đó là ơn của tôi, của tôi, của tôi, của tôi. Mà đâu phải đâu, ta chỉ là người cộng tác thôi. Tôi lấy ví dụ nha, quý bà các bạn thân tôi nhiều. Quý bà cầu một người thân Chúa, cái chức là cái gì? Thử hỏi cái chức là cái gì? Có thể là do cá hay là do tép hay là cái gì đó. Thế nhưng mà cái phụ nó không phải là không quan trọng. Cái sự đem kém thôi. Người ta nói là anh cho đây ngon lắm. Nó cũng cái món chức kia có sẵn đó. Nhưng mà có người không cộng tác thì không có gì mà không làm cái gì hết á. Cũng thế, đời sống của mọi người chúng ta cũng vậy. Mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tỉnh thức. Cái quan trọng là ta tỉnh thức là ta biết ta là ai. Ta biết ta đang ở vị trí nào. Và ta biết rằng Chúa cần chúng ta làm cái công việc nào. Đó là cái tỉnh thức đấy. Đó là cái tỉnh thức tôi nhớ trong sách Kỳ Lệ Mối Việt. Cái này như tôi có nói ở đây cái vài lần rồi nè. Có một cô sĩ đỏ mà ta bảo người ta đặt cho ngài là cũng thánh nhỏ. Thế nhưng mà ngài cũng bình thường qua cho con người khác thôi. Thì lúc ngài vừa mới vào vài vòng thì cũng bình thường tình không có gì hết. Cho đến lúc ngài cũng trọn đời rồi nhá. Không có gì mỗi một thời gian là ngài có một cái bổn phận phải làm trong vài vòng. Cái lúc đó là lúc mà ngài đang phải cái bổn phận của ngài làm như thế. Cứ ăn xong rồi tất cả trẻ em để xuống dưới khay để đó. Ngày nữa rửa xong rồi bật nghỉ. Ngày nào cũng phải hết trơn á. Ngài đã từng gặp nhiều người nhìn thấy cái đống rác này quá ngang. Bữa hôm đó ngài dòng có một bữa tiệc rất là lớn, mời rất là nhiều khách. Thế sau khi xong rồi ông còn không người rác mà. Ông có đứng dưới một cái núi rác kia. Tất cả mọi người xong rồi vui vẻ đi về, đi về cái công việc của mình. Còn ông có ngồi đó đứng với người rác hoài. Mà ra thời gian ông vẫn vui vẻ, không có gì xảy ra trong cuộc đời của mình là bổn phận vui. Ông đang làm thành chiếu tầng nữa, đứng ngay cái bên đó nè. Nè, con thánh nhỏ, chuẩn bị, cô chuẩn bị đi, cô đến kìa, cô đến cho mời, cô gọi ông kìa. Không bao giờ tới đưa, con sẵn sàng lâu rồi. Nhưng mà bây giờ ngày qua một cái núi chép thế này, con đi sẽ làm. Có chắc chắn rằng công suất có người làm thôi, nhưng mà nó không phải là bổn phận của họ. Thôi để cho con giải quyết xong cái núi nhát này đã nha. Rồi con đi vui vẻ thôi. À, sư thần lập thân nghe nói về cái người bỏ đi. Ngài hết cái núi nhát đó rồi, rồi còn tiếp tục đi chạy sau bao nhiêu núi nhát khác. Không có gì xảy ra trong một đời của ai. Tức cuộc đời của ngài cũng vậy. Một thời gian sau, ngài lại đổi được công việc ra làm đường. Thì nhà dòng mới mua một cái khoảng đất, chắc đã khoảng tiền công, thần công rồi đó. Nhưng mà là cũng hay. Dân của ngài phải làm sạch sẽ, có một người dân ô lốc đó. Ngài cũng đã vui vẻ. Ngài làm được hai cái ngày rồi á, đó cái lúc đầu lên. Lúc mà đang làm trời đang nóng, thật sự trời cũng nóng lực nữa kìa. Đang làm họ vui vẻ, sức thần cũng đến cái bên. Này ông thánh nhỏ, Thiên Chúa đang chờ ông kìa. Nó dạ thưa, con sẵn sàng đi liền bây giờ cũng được. Nhưng mà con đi còn cái rừng này thì sao? Ngài nhìn nó giờ cái rừng này thì sao? Con đi thì cũng có người khác làm thôi, chứ không phải bổn phận của họ, đó là bổn phận của con. Thôi để cho con làm hoàn thành cái bổn phận này rồi cũng sẵn sàng hết.
suốt thật là cười vui vẻ ra đi hết cái đám người này là tới cái công việc khác, biết làm sao trong cái khu đất đó trở thành một khu đất thanh trang như là vậy. Rồi một thời gian dài sau có gì xảy ra, ngài lại được đổi chuyện đi một cái chỗ khác làm những việc, ngài bắt đầu trở thành một cái một tác sự y tế. Ngày đó nào là tiếp thuốc thay băng phát thuốc rồi đó đi hủy lạo người ta, nói chuyện với người ta, rồi nhắc nhở người ta uống thuốc và còn đầy đủ. Bữa làm sao một cái gần một thời gian rồi á, tự nhiên trong vùng ấy có bệnh dịch, bệnh viện á mà ngày cái nơi mà ngày tập tợ quá đông người đến giường là 250 lượt không có nào tất cả. Thì ngày làm thì sáng nó có tới khoảng 9 giờ rồi mà hôm một cái dễ nhảy xảy ra thì sứ thần cũng đứng ra lên để ông tánh nhỏ đi được chưa, nó dạ được con cũng đi, con sẵn sàng đi liền bây giờ cũng được, nhưng bao nhiêu đây có người đã đang chờ để con thì bây giờ thì nghĩ sao đấy, hay là do con làm xong hết những người này đi rồi nha, con sẵn sàng sứ thần phải cười ra đi vui vẻ. Tất nhiên tối ngày làm cũng có đông quá, ngày làm người nhà mệt quá ăn không nổi nó kìa, ăn biết rồi lên giường để nguyên bộ đồ á đi làm cũng phải lên giường vừa nằm một chút xíu thôi. Chú ơi bây giờ con cảm thấy rằng là công việc của con gần như là đã hoàn thành được một ngày, nếu có thể được xin chú cho con về bây giờ đi. Thứ mặt cười như thứ rất cái mặt cười hề hề này nó nhỏ, bây giờ ông còn tưởng tượng rằng á đã được cái kim chúa gọi về hả, ông đã sống với chúa bao nhiêu năm nay rồi còn gọi gì nữa. Thế là ngay hôm đó ông được kim chúa mời gọi về. Vậy ở đây mới nói rằng là cái chuẩn bị sẵn sàng này hay là cái sống của chúa là không có nào thanh, không có cái nào quan trọng hơn là hoàn thành cái bổn phận của mình trong giây phút hiện tại. Cái bổn phận của mình trong giây phút hiện tại đó mới là cái điều quan trọng. Và khi ta biết được hoàn thành bổn phận của mình trong giây phút hiện tại, đừng để lại cái di chứng gì hết. Vâng, đó là lời mời của Thiên Chúa để quân của chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Còn những cái chuyện khác, nhưng mới đây cách đây nếu không làm gì một tuần thân tuần gì đó, và người ta dám đáp, người ta nói là nó phải lớn lắm, sẽ vô Vũng Tàu sẽ vô cô Bến Tre, nó là 7 giờ tối cô Bến Tre. Tôi thấy 7 giờ thấy là khoảng 5 giờ 6 giờ là bắt đầu có mưa rồi, 7 giờ 8 giờ hết tối hôm đó đến ngày hôm sau hết ngày hôm sau vẫn mưa rồi, mưa nổ không có gì hết. Vâng, vậy thì tất cả những cái điều mà xảy ra mà chúng ta nhìn thấy đó là lời cảnh báo của Chúa. Mà dù cảnh báo rất mấy thì Chúa cũng chỉ mời gọi mỗi người chúng ta qua cái lời cảnh báo đó ta hết hoàn thành cái bổn phận của mình trong giây phút hiện tại. Đó là chúng ta đang chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào Chúa đến trong cái vinh quang của Ngài thì chúng ta không phải sợ hãi, hãy đứng thẳng mình, hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên để đón chờ Chúa đến trong vinh quang của Ngài. Nhưng thưa quý ông bà và chị em, hoàn thành cái bổn phận của mình trong giây phút hiện tại được nó thì dễ, chứ làm nếu chúng ta không có lòng tin vào Chúa thì cứ hỏi ta làm cách nào. Tôi không biết chúng bà chị em thánh hơn, tôi không biết cho tôi nha, tôi cần thích so sánh cái nào làm việc nhiều hơn, làm cái nào dễ hơn, mà không chỉ dễ thôi mà còn nổi tiếng hơn, tôi sẽ chọn cái đó chứ. Vâng, nhưng mà đấy là những cách chọn của ta, còn cái mà Thiên Chúa trao hoa cho chúng ta thì Chúa mời chúng ta phải tin, để những cái nó không ra gì kia là những cái bước đường ngắn để chúng ta đi đến một bước dài gần mỗi ngày mỗi cần Chúa hơn, cùng với lòng tin vào Chúa Kitô, cùng với lòng tin của các biến cố xảy ra trong cuộc đời của mỗi người chúng ta là lời mời và của Chúa. Xin mời chúng ta những lời tuyên xin linh tin. Tôi xin lòng tin của lại các hoàng năng Yeah.
đồng thời mời gọi chúng ta trong thánh thiện để sẵn sàng chờ đợi Chúa Phúc Lâm. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin. Sẽ có những gì làm cho cả đời mà căng và các ngôi sao. Xin cho các phục tử trong mọi thân khi mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần để khôn ngoan nhận thư dân Chúa đi trong chân lý và tình yêu mà đạt tâm sự sau đời đời. Và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con để đến người đến lần thứ hai.
Diệu thư cùng tên tăng thiên thần và tổng tăng thiên thần, các tổ thần và bản thần cùng toàn thể đạo minh thương quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Thank you.
Cùng nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và amen.